Wow. Bình tĩnh lại. Anh gây áp lực cho em. Thôi thôi, ngoan ngoan ngoan, okay. Coi bình được, hít thở. Đủ hài rồi. Đúng đúng đúng, ok. Cũng không hài lắm nhưng mà kệ đi. Đó, cái kia hết là biết đó. À chưa. Wow. Chỉ có bậc thầy mới là đàn ông như vậy. Đúng, thôi. Thầy quá đàn ơi. Mời anh Long, anh thay đổi giùm em cái không khí này đi. Đây. Không phải nãy giờ mọi người coi như là rầm rộ, bây giờ không biết làm gì nữa luôn á. Đúng. Đừng làm gì hết á, anh coi được. Nhẹ nhàng đi thôi. Nhẹ nhàng thôi. Tiết kiệm thời gian đúng không? Tiết kiệm. Tiết kiệm thời gian. Sang lên liền. Sang lên liền. Hey. Hôm qua là em tập gym, em có gặp ảnh. Tại vì phòng gym em mở cái bài hát mà cô Tóc Tiên có ảnh đóng trong MV á. Em nhìn body ảnh em có động lực, em tập gym dữ lắm. Nhưng tới ngày hôm nay sao em? Đi quay chung. Hey, hey, eo ơi, còn đâu là động lực của tôi nữa. Đàn ơi, nói như vậy thôi, người ta lâu lâu cũng phải chơi game show, người ta phải thoải mái chứ em. Không, nhưng em thích cái nét đó. Trời. Trong cuộc đời đi thi game show, tên trong đầu của em chỉ có một người. Không biết, biết là ai rồi. Anh biết là ai biết rồi là ai mà. Đó là Hồ Bích Trâm. Bởi vậy không hiểu luôn, nó chơi với em toàn là nó cứ chỉ em là cái người ẩn danh nó hoài luôn á. Nhưng chị em biết em là ai. Dạ đúng. Vâng, bây giờ cho mình sự hỏi tiếp tục. Leo, bạn đang tạm thời nghi ngờ ai? Người đầu tiên em nghi ngờ là chị Phương La. Phương La. Chị còn nghi ngờ chính mình mà. Người thứ hai em nghi ngờ là anh Bảo. Ê khoan, tại sao trước khi mà em nói cái tên Bảo Quân em lại liếc giống như chọn tôm cá vậy? Tại vì em đang muốn coi thái độ của những người khác như thế nào để em xác thực coi là cái quyết định của em có sai không. Tức là trong đầu của em tới lúc cuối cùng em vẫn chưa có ai ngoài việc là em liếc liếc anh hiểu không? Em nghĩ anh để em nhìn thái độ của người khác. Em á là em lúc đầu á vô phòng make up là em là nghi anh Bảo rồi. Ghê vậy. Em ơi, bé trời ơi, về được không em ơi? Dạ, em nghi gì chứ chưa lấy cầu luôn mà em nghi anh thôi. Ý nó mặc chú vàng được bên ngoài. Dạ trời đó. Cao Ngân, với cái gợi ý của chương trình vừa rồi em cảm thấy như thế nào à? Anh nói anh chung chứ. Cô là nội gián nè. Ừ. Nội gián anh đâu có ích lợi gì cho bên đây đâu. Anh chung. Ủa rồi anh không nói luôn hả? Ừ. Thôi được rồi, tôi xin được giới thiệu, tôi là bậc thầy ẩn danh được chưa? Hay quá. Không còn gì để nói nữa. Không, em hỏi thiệt nha, anh biết luật chơi không anh Trung? Mình bậc thầy ẩn danh, mình giấu vô với ai mà nói ra vậy anh Trung? Cho nó hoang mang chơi. Ok được. Hồi nãy giờ có nhiều người đang nghi người khác nhưng mà anh nói vậy là sẽ nhìn qua anh nữa. À, anh mới vừa để lộ thông tin luôn á. Anh nói như vậy là coi như là người ta biết anh không phải bậc thầy ẩn danh. Chán dễ sợ chưa? Thì anh luôn đó. Anh luôn chưa? Anh thật thà lắm. Đúng không? Năm nay anh 16 tuổi nè. Thôi không ai thật thà mà nói 16 tuổi đâu. Quy. Dạ. Muốn chia sẻ điều gì? Thì ra là nãy em ban tổ chức đã đưa một cái câu hỏi đó đó. Và em đã đi một câu hỏi ngược lại ban tổ chức. Và ban tổ chức trả lời là có. Thì em cũng ok với cái ý của ban tổ chức thôi. Và em đã biết được ai là người ẩn danh rồi. Cho nên là em cũng ẩn luôn. Ok, hỏi cũng như không.